Quyền Linh và Cát Tường chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau làm chiếc cầu nối giữa những người đang có thể nói ê sắc ế. Chương trình được tài trợ chính bởi nhãn hàng bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không làm mất nhiều thời gian, hãy đến ngay với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màn. Nhược điểm rất là lớn đó là mù đường. Tới vòng xoay là em phải xoay 3 vòng rồi em mới qua được cái vòng xoay đó. Em không thích phụ nữ mang giày búp bê. Trời ơi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi quay hình ngày hôm nay. Chào bạn nam bên kia bức rèm ạ. Em tên là Mỹ Phương, em sinh năm 1988, sinh ra tại Tiền Giang. Hiện đang em sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Em đang là nhân viên văn phòng tại một công ty điện máy tại quận Nhất ạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Hoàng Nam, năm nay 35 tuổi, em ở Trà Vinh. Hiện em làm nhân sự tại phòng khám đa khoa. Em có một công việc làm thêm buổi tối là về chuyên ngành bên y luôn ạ. Mà em làm gì trong phòng khám đó? Dạ em làm hộ lý ghi kết quả cho lại bác sĩ siêu âm ạ. Mình giới thiệu một chút về bản thân mình đi, những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ưu điểm của em rất là vui vẻ và em khéo tay, tỉ mỉ. Với lại em biết quan tâm chăm sóc mọi người. Em nấu ăn, thiêu thùa, ma giá em đều giỏi. Em ăn nhiều lắm. Nhìn em nhỏ nhỏ vậy thôi chứ em ăn thần sầu luôn á. Thần sầu ăn nhiều là nhiều cỡ sao? Trong lúc mà em đang bệnh á, em có thể ăn được một tô cháo, một ly sữa và một hai chén cơm nữa. Còn lúc mà mạnh? Lúc mạnh thì em ăn cũng vậy nhưng mà em ăn nhiều cỡ. Dạ. Về điểm yếu của em á, thì ưu điểm của em nó đều gắn liền với nhược điểm của em. Thí dụ em ăn nhiều thì em ăn hơi chậm. Em cầu toàn, em tỉ mỉ thì thành ra em hơi khó tính. Dạ. Với lại em có một nhược điểm rất là lớn đó là mù đường. Cứ một chỗ đó em có thể đi được 3-4 lần em mới có thể nhớ được đường đi. Hoặc là tới vòng xoay là em phải xoay 3 vòng rồi em mới qua được cái vòng xoay đó. Ví dụ mà tới vòng xoay xoay 3 lần mới lạ đó. Xoay xong hết biết đường đi luôn á. Dạ. Rồi, bạn nam giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình đi bạn. Ưu điểm của em thì là không nhậu, không hút thuốc, biết quan tâm tới mọi người xung quanh và gia đình. Còn nhược điểm của em thì là nóng tính và khó tính. Trời ơi, dạ. Cái nóng tính thì là khi mà bất bình một cái gì đó là em nói liền, không có đợi, giống như là đợi hạ xuống rồi hãy nói. Còn khó tính thì là cái khó tính ở trong công việc thôi. Chắc là do em cầu toàn trong công việc nên là khi mà công việc nó không cho chảy thì em lại hơi khó tính. Cái đó không sao, trong công việc phải khó tính rồi. Cái mặt của em nó hơi bị ngầu ngầu nên là chắc là mấy em điều dưỡng thì hơi sợ em. Em có tật xấu gì không? Em thì ngủ ngáy hơi to. Em khó ngủ lắm anh ơi. Rồi, người khó ngủ người nay ngáy. Vậy là khi nào mà vợ ngủ rồi mình mới được ngủ nha bạn. Dạ. Bạn muốn tìm một người yêu như thế nào? Cái mẫu hình lý tưởng của em thì chỉ cao 1m55. Tóc dài, không xăm mình hay là tất cả các gì xăm á. Móng tay không sơn lè loẹt. Em không thích phụ nữ mang giày búp bê. Trời ơi. Cái chuyện đó của anh ta đó. Tại vì em thấy nó lẹt bẹt sao á. Nên em chỉ thích phụ nữ mang giày cao gót hoặc là sandal gì đó nó. Hiểu cao cái mức độ khó tính của ổng rồi đó. Cái này khó quá. Phụ nữ người ta phải làm duyên làm dáng, phải sơn móng tay ơi. Rồi phải mang giày búp bê cho nó dễ thương chứ tự nhiên không thích là sao? Ê vậy chắc ông này ổng lùn lắm nè. Ông thích phụ nữ có 1m55 mà ổng. Anh ơi anh cao nhiêu vậy anh? Anh hả 1m69. Được không em? Dạ cũng được, xém xém được rồi. Em thích mẫu người bạn trai làm sao? Hy vọng là em sẽ gặp được mẫu người bạn trai cao từ 1m7, bạn 1m69 thì cũng được rồi. Gương mặt thì sáng sủa ưa nhìn, em không cần đẹp trai quá. Nước da em thì thuộc dạng ngâm nên em hy vọng là gặp bạn nước da sáng sáng xíu để nồi giống tương lai của em được cải thiện. Giống không? Giống không? Hả? Giống nhắm được như phần trăm. Anh nói giống chút chút à. Và về tính cách thì em hy vọng là bạn trai phải biết yêu thương người già và trẻ nhỏ. Hai cái đối tượng này là hai cái đối tượng mà em rất là yêu thương. Nhưng mà cũng phải răn đe chút xíu để sau này có con thì ảnh còn dạy con. Chứ không thôi em hiền quá, không dạy được. Cô này cô nghĩ sâu xa dễ sợ không nhận. Cái ý tưởng của em cũng lạ lắm á. Bạn nam thấy ổn như mình không? Dạ, cái đó thì em đủ khả năng ạ. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Dạ, điểm em không thích bạn trai là
Dạ cho anh Quỳnh Linh hỏi anh Linh anh nghe động hương ạ. À, động hương đúng rồi. Dạ thì em không thích bạn trai á là vũ phu quá. Phụ nữ là phái yếu mà mình cần phải được bảo vệ. Đúng rồi, chỉ có phụ nữ đánh mình thôi. Không được lăng nhăng, với lại đừng có ở dơ quá. Kiểm tra xíu. Nãy giờ bệnh có mùi gì không anh Linh? Trời ơi, tôi nói tay chân dài cả thước luôn mà, móng tay dài tôi nói. Chết rồi. Thế nào là ở dơ? Giống như là mấy ngày không tắm hoặc là nhà cửa bề bộn, tóc tai đồ sùm. Tóc tai đồ dài dài, đất đất. Còn về tóc tai thì sao cũng được, có hối thì cũng càng tốt. Em thích người đầu hối. Trời ơi. Tôi khoái cái chung này nhất nè. Từ hồi xưa giờ lần đầu tiên có cô gái thích người hối. Dạ đầu hối trán cao nhìn thông minh lắm chị. Cũng hơi hối chút. Bụng bự thì tướng càng sang. Ồ, lần đầu tiên có cô gái đặc biệt nhỉ. Rồi, ổn ấy. Vậy nãy giờ em nghe tiếng em đoán thử bạn trai bên kia sao? Bạn em là nghĩ sao? Là ảnh cao cao, cái tầm người không ốm quá, sẽ vừa người. Giọng nói ấm như thế này thì cái gương mặt chắc là vuông vuông chứ không có thỏn lắm. Để coi thử có đúng không nha. Dạ chào chị. Ồ, đàn ông bụng bự là sang luôn nha. Cho bạn này rung quá vậy. Sao rung quá vậy, bắt tay cái em rung, dạ. Mặt mày xanh lè nãy giờ rung đó. Quá. Bên này dễ tính lắm. Cái tánh tình nó hơi khó chịu xíu thôi. Nhưng mà nãy giờ nói ra là tiêu chuẩn rất là dễ luôn. Hói cũng được, bụng bự càng sang. Về ngoại hình là chị thấy là đủ tiêu chuẩn. Với lại chị ơi, chị Tường ơi, chị nhìn giùm em xem là ảnh có mài râu nhẵn nhụi quá không chị? Tại vì em học truyền kiều quá, em thấy mài râu nhẵn nhụi giống mã giống xinh dê dê. Là em không thích phải không? Dạ. Chà, không biết bữa nay đi như cạo sạch hết trơn, thấy nhẵn nhụi không có một miếng nào hết trơn. Để chị coi có cái lỗ chân lông không nha. Dạ. Trời ơi, đi coi rễ mà rào vô vậy đó. Coi coi. Cắm rờ vào hiện vật. Trời ơi, có râu không? Ta đi coi rễ mà rờ rờ. Bây giờ chị hỏi ngắm nha. Ngắm thôi được rồi. Nãy giờ ngắm nhắm đoán thử bạn bên kia sao? Chắc cũng được 90% như ý thích của em. Ồ, vậy hả? Giờ lấy nhau về hai chồng ở đâu? Ở chung với ba mẹ. Chị vậy là làm dâu đúng không? Dạ. Em vậy em hỏi chuyện gì làm dâu luôn cái đã. Làm dâu được không em? Thì nếu mà không có điều kiện thì ở làm dâu cũng tốt. Thì sau này có gì có cháu thì bà nội giữ giùm. Trời ơi. Tính trước rồi ha. Thôi được rồi. Bây giờ mình gặp ý kiến người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ trong team đồng nghiệp với em, mấy anh chị đây là tiếp xúc với em nhiều lắm. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào các bạn trong trường quay ạ. Bạn chị? Nam thì rất là hiền, tính tình. Bạn Mỹ Phương tuy hơi gầy gầy nhưng mà bạn Mỹ Phương ăn rất là nhiều. Thì bạn ấy, bạn có nuôi nổi không? Cái đó thì mình nghĩ chắc là mình đủ khả năng để nuôi. Bạn nói là bạn khó tính lắm. Thì Mỹ Phương ăn nhiều mà ăn chậm nữa thì bạn có chờ đợi được không? Tại vì thì bây giờ nếu như mà bạn đó là còn độc thân thì có thể là sẽ là ăn chậm. Nhưng nãy nghe bạn đó nói là bạn rất thích là giống như là chăm sóc trẻ con và người già. Thì mình nghĩ là bạn ấy sẽ quan tâm tới con mình nhiều hơn. Thì lúc đó bạn ấy sẽ cải thiện được cái vấn đề mà ăn chậm. Đúng rồi. Hay quá. Rất hay. Xuất sắc. Nam mình có đi với ai không? Dạ em có đi với anh họ của em á. Chào MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Anh thấy bạn nữ này là cũng xinh xắn, dễ thương, chung hiền lành, hợp với em á. Chung mong là hai em mới cho nhau một cơ hội. Rồi cảm ơn anh họ nha. Bây giờ quan trọng là hai người thôi. Rồi ta kéo màn lên. Bị kéo màn. Nào mời hai bạn tự nhận xét và tự cảm nhận. Chào. Dạ em chào anh ạ. Chà cái bụng này cũng bự dữ lắm. Cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh đây. Dạ cái này là tự tay em làm khoảng 15 phút. Đây là hộp đựng bút, còn đây là giấy nốt và đây là khung ảnh. Rồi. Dạ. Anh có tâm hồn ăn uống không ạ? Em có tâm hồn ăn uống dữ lắm. Anh cũng thích đi ăn lắm á. Mà dạ. Ăn những cái quán cóc là anh đi rất là nhiều luôn á. Em nhìn ảnh vậy sao nghĩ không có tâm hồn ăn uống? Dạ không anh. Ở trên Facebook á em thấy có một cái câu thoại á là trên thế giới này có hai loại người, một loại người ăn hoài mà không mập là em, một loại người chỉ cần hít không khí thôi cũng mập luôn á. Là ảnh. Là ảnh. Bây giờ mình cảm nhận về nhau đi. Em rất là đẹp, dễ thương. Cảm ơn anh. Có thể là em sẽ hơn cái mẫu hình của anh suy nghĩ. Nên là anh nghĩ là anh cũng sẽ mong em cho anh một cơ hội. Rồi, chúng ta tay vào nút bấm. Qua 2 phút trò chuyện, chắc các bạn cũng đã cảm nhận về tất cả những cái điều mà các bạn mong muốn. Quyền quyết định là của các bạn. Điều này hết sức là quan trọng và thiêng liêng nha các bạn nha. Suy nghĩ cho thật kỹ.
Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Wow. Anh lo quá, sao bạn nữ bấm chậm vậy nha? Dạ thú thật á, thì tim của em nó chưa có lỗi nhịp lắm, nhưng mà em muốn cho nhau cơ hội. Dạ em muốn cho ba mẹ em cơ hội để sắp có rễ. Những cái giây cuối cùng á, thật sự là hồi hộp. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin mừng cho chúng tôi nhé. Hãy nắm tay, nắm tay để chúng ta kỷ niệm ngày gặp gỡ. Bạn trai rất là rung. Rung lắm. Sao lạnh chứ thế? Dạ tại thân nhiệt em nó thấp lắm anh ơi. Hôn, nụ hôn đầu tiên. Dạ cái phần này cho em được có ý kiến ạ. Tại vì ba em nói muốn hôn thì về đây xin phép ba nghe hôn. Nên mình hẹn dịp đó nha anh. Bây giờ em trai xin ba tương lai đi. Bác ơi, khi mà Phương cho con cơ hội thì con hứa là sẽ chăm sóc Phương và quan tâm tới gia đình của mình. Con xin phép bác là cho con được hôn Phương. Quá dễ thương. Không lý do nhờ bác coi tivi bác không đồng ý hết trơn á. Bác cho rồi đó. Bác đồng ý không? Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên gửi tặng hai bạn. Đẹp đôi đấy. Rồi dắt tay đi bạn gái đi. Mình giới thiệu một xíu về bản thân mình. Hơi dữ. Hơi hung dữ. Rồi. Còn em thì em muốn tìm người phụ nữ thế nào? Nhã nhặn chứ đừng có mà tay chân nhanh hơn não. Hy vọng rằng họ sẽ cưới nhau sớm đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ bắt đầu mình giới thiệu về lý lịch của mình đi ha. Lớn lên cho bạn bên kia nghe nha. Dạ, mình tên là Đỗ Văn Tướng, năm nay 30 tuổi, hiện đang làm về kinh doanh quảng cáo in ấn và thiết kế. Làm tướng hả? Ba em đặt thế. 30 tuổi. Dạ, 30 tuổi. Quê ở đâu tướng? Dạ, quê em ở Quảng Ngãi gì. Mà chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng gia đình được trên 10 năm. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em kính chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và anh bên kia bức màn. Em tên là Bích Tuyền, em 29 tuổi, đang là nhân viên xuất nhập khẩu. Quê em là ở Bình Dương. À, mình giới thiệu một xíu về bản thân mình đi. Hơi dữ, hơi hung dữ. Nhưng mà bị cái là lại rất là hay nhạy cảm. Ví dụ như em cãi không được là em khóc nhè. Tháo bát, nấu ăn ngon. Với lại em ăn hoài không mập. Cho nên là em nghĩ là cái anh đó là phải cố gắng nhiều để nuôi em mập. Được không? Nói với bạn ấy đi. Dạ sẽ cố gắng. Cố gắng. Cố gắng nè ha. 30 tuổi rồi mà ngồi ở vị trí này, tức là đang ế, thì nhiều người lại không tin, đúng không? Dạ. Với hình dáng của bạn, với công việc của bạn ổn định như vậy, tại sao mình không tìm được người bạn gái ở ngay cơ quan mình làm việc chẳng hạn? Lúc trước thì năm 25 tuổi mình như một đứa con nít vậy đó. Thì khi gặp người phụ nữ thì mình chưa cảm thấy yêu. Đôi lúc công việc cuốn hút mình hơn nhiều. Bạn làm việc quá không có thời gian đi tìm một nửa yêu thương của mình đúng không? Dạ, tại vì cơ hội đi tìm nó ít lắm. Rồi, đây là cơ hội, cố gắng lên nha. Tình trường của em thì sao nè? Dạ, thì em cũng trải qua được 2 mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 là cũng rung động đầu đời. Rồi một mối tình khi đi làm cũng đã chia tay cũng được hơn 2 năm rồi chị. Lý do tại sao? Dạ thì do cái anh bạn đó cũng không có thật lòng á, và không có chung thủy, cho nên em chọn ra đi. Bây giờ bạn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á thì bạn đó phải cao to, 1m7 trở lên, thì để em có cảm giác là em sẽ được bảo bọc che chở và có thể dựa dẫm vào anh ấy. Về tính cách á cần khoảng 4 chữ T: thông minh, tinh tế, tháo vát và thật lòng. Dạ, còn và tránh tứ đổ tường, đó là cờ bạc, gái gú, rượu chè và hút chích. Có bác sĩ chích cho ảnh thì được, chứ ảnh đừng có tự chích. Đừng thấy tình hình có ổn định không?
Dạ ổn. Được không? Tứ đồ tường có không? Dạ, em sẽ tránh xa những cái đó vì một cái mục đích cao cả hơn. Vậy là anh đã từng có ha anh? À, tức nghĩa là thời tuổi trẻ là mình đã từng trải qua những cái gì mà hiếu kỳ. Trời ơi, giờ cũng trẻ, anh nói gì tuổi trẻ sẽ nghe sợ ghê luôn vậy đó. Mình, giờ cũng trẻ. Mình đã trải qua rồi thì mình tránh đi, không bao giờ lặp lại được. Cho nên cái điều đó em thấy cái đó là điểm mạnh, mình thấy mình mừng cho mình. Vậy là anh là không hút thuốc luôn phải không? À, anh không hút thuốc, rượu bia thì anh không, chỉ có làm hai lon thôi. Được không em? Dạ được. Còn cái tiêu chuẩn 4T anh được nhiêu phần trăm? À, nếu như mình chê mình thì không được, nhưng mà nếu như mình khen thì khoảng 90% đi. À, tùy theo một cách mỗi người nhìn nhận nữa. À. Rồi trong mọi tình huống nữa, nhưng mà mình cảm thấy mình chịu khó làm, mình hiểu cái đối phương nói gì và mình chia sẻ được thì mình nghĩ chắc chắn mình cũng được một phần khá tốt. Em hiểu 80% đó. Rồi. Còn em thì em muốn tìm người phụ nữ thế nào? Biết một chút nấu ăn, một chút về chăm lo gia đình, một chút thôi chứ còn em cũng không đòi hỏi lắm. Tại vì chia sẻ lẫn nhau thì tốt hơn. Rồi nói chuyện nói chung là chuẩn. Không phải chuẩn gì nhưng mà không có tào lao xí đế vậy đó. Nãy giờ bạn thấy bên kia nói chuyện sao? Có tào lao xí đế không? Cảm nhận là chưa. Chưa nhưng mà không biết có bộc lộ không. Rồi để hồi nói nha. Rồi, anh thôi, hình thể thế nào? Hình thể là 1m55 trở lên. Đừng cao quá. Dạ em có 53 à. Mà em mang guốc cỡ một tấc nữa là chắc 63 rồi đó anh. Nhưng mà nhìn sao sẽ được là được rồi. Còn gì nữa không anh? Cũng tâm lý một xíu, nhã nhặn. Chứ đừng có mà tay chân nhanh hơn não. Tay chân nhanh hơn não? Là tức nghĩa là khi mình nói ra những gì lát nữa mình suy nghĩ lại thì mình thấy mình sai. À, cho nên là trước nó sai, nó lại, tính... có gì đâu. Nó lại thì nó lộn. À, hết chưa anh? Dạ cũng đã đỡ rồi. Nè ha. Để xem nào. Dạ, chào em, chào anh Nguyễn Linh. Nãy giờ em nghe bên đàn trai nói như vậy, em thấy cảm nhận anh này là một người như thế nào? Dạ em nghĩ là anh đó là hơi khó tính. Em có sợ người chồng mình kỹ tính hay không? Em thì cũng vốn kỹ tính rồi. Nhưng mà ngày xưa em đi xem bói á, thì thầy bói nói là em phải lấy người chồng kỹ hơn em. Là em cũng hơi hoảng cái chuyện đó rồi. Vậy đây đúng rồi đó. Dạ chắc là tới rồi đó anh. Tới rồi đó hả? Dạ. Em có thích người chồng mình là đẹp trai không? Em nghĩ là bề ngoài sáng sủa là được rồi, không hô không hối. Dạ không, tại vì bình thường á người ta nói là em là cũng trán hơi cao, là cũng hơi ương ngạnh rồi, mà em nghĩ mà kiếm một cái người hối nữa mà chắc là về đẻ con chắc nó dồ dữ lắm. Cho nên em nghĩ là nói chung bình cộng là được rồi anh. Mày cũng hồ dữ lắm, hối dữ lắm luôn. Tứ đổ tường, lăng nhăng, hồ hối. Dạ chị. Rồi chào anh. Trời mặt vậy mà sao nói chuyện nghe khó quá, em sợ luôn á trời. Cười rất tươi, điều hô, hơi hói hô thôi. Hô quá trời hô vậy sao được. Mà sao khó dữ vậy anh? Gia đình mình có kỹ tính lắm không? Dạ không, gia đình em không kỹ tính bằng em. Chuyện hôn nhân là phần sự cả đời. Đôi lúc mình kỹ tính một xíu nhưng mà sau này mình không có bị lỡ, bị hố. Người ta nói là người vợ mình cưới về là mình phải yêu thương. Chứ không phải là hôm nay thấy thích cưới là cưới. Đúng rồi. Nên mình phải chia ly xíu. À. Để sau này mình còn từ hâu nữa. Được. Trong quá. Tài cái nào. Rồi. Chứ tự nhiên mình thích cái mình cưới về xong mai mình không thích nữa. Đúng mệt lắm. Phải tìm hiểu cho nó kỹ. Mình không phải là người thích thay áo. Đúng rồi. Cho nên á, mình tính chia ly xíu để sau này những cái tật xấu mình có thể bỏ qua được. Đúng rồi. Cái mẫu người lý tưởng của anh có cụ thể có giống ai không? Điềm đạm như Nhã Phương thì mình có. Ủa Nhã Phương điềm đạm lắm hả anh? Cái đó em hỏi Trường Giang á. Vậy sau này tiền bạc kinh tế trong gia đình nếu lấy nhau thì ai sẽ là người quản lý? Cái chuyện đó là chuyện hai bên. Em có thể giữ được, anh tin tưởng em sẽ giao hết cho em. Ừ. Em thích cho em cho. Đó là anh gì đã tin thích tưởng. À, cho ai cho thì tiền hai vợ chồng phải xây dựng hạnh phúc chứ. Thì mình đã tin tưởng rồi. Giờ mình cho người nhà không cho ai đâu sợ. Cho người nhà rồi mình đã tin tưởng rồi thì em cứ cho. Nhưng mà em cho với mức độ vừa phải, cái hành động em cho thôi. Thôi cặp này lát để tự nói chuyện với nhau đi, mệt quá. Em gái đi với ai vậy em gái? À, dạ em đi với chị cấp trên và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Và các bạn trong trường quay. Nói về Tuyền á thì nếu mà chưa có hiểu á, có thể thấy là bạn hơi khó, nhưng mà khi mà đã hiểu rồi á thì bạn cũng rất là tình cảm, sống vì gia đình nhiều. Thì bạn nam bên đây cũng khá là điềm đạm, là một người kỹ tính. À, có thể hợp với lại là Tuyền. Rồi cảm ơn chị. Bạn đi với ai, bạn tướng?
Dạ, hôm nay em đi với anh Bắc và em gái. Em gái trước đi ha. Dạ, em xin chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Chào em. Thì anh của em á, thì em biết là anh nói chung là không có hút thuốc nè. Rượu, chè, cờ bạc thì cũng không có luôn. Rất là có trách nhiệm với bản thân của mình. Nên anh khó tính như vậy thì em nghĩ là rất là tốt. Chị bên đây rất là dễ thương, mặc đồ rất là đẹp. Cảm ơn em. Thì nếu mà hôm nay hai người đã có duyên gặp nhau á, thì biết đâu sẽ có duyên vợ chồng. Rồi, cảm ơn em. Rồi, thời khắc quan trọng đã đến. Cho cặp khó này gặp nhau. Kéo màn. Chúng ta còn 2 phút để gặp gỡ, trò chuyện. Rồi, mời các bạn. Rồi các bạn cứ thoải mái bày tỏ quan điểm của mình đi. Dạ anh đang ở khu vực nào anh? Bình Tân. Bình Tân gần ở Tư An Sương. Dạ em thì quận 8 cũng cách Bình Tân không xa. Ví dụ như tại vì anh thích là cái bạn nào điềm đạm rồi giống Nhã Phương. Rồi mà em thì lâu lâu cũng hay lôi nhôi, mà bây giờ em cũng hay giỡn, mà có khi giỡn quá mức á thì lúc đó anh có chịu chấp nhận không? Anh sợ em giận thôi. Dạ. Chứ còn em thích giỡn kiểu gì cũng được. Anh không phải là tính chi li kỹ lưỡng, nhưng mà mình sống mình lớn cho nên là khi cái hành động của mình nó ra thì nó nên hợp nhau hơn, hiểu nhau là chính. Thường thì ví dụ như anh giận thì anh giận trong bao lâu? Anh giận nhanh lắm, bởi vì cái giận nó chả được gì cả. Dạ. Nó không có mang lại kinh tế gì cả, mà mang lại phiền não cho anh thôi. Dạ. Cho nên là anh nói với em rút kinh nghiệm, sau này em đừng làm như thế. Cuộc sống gia đình là trên hết, thì anh cũng nhìn thấy em là một người rất là dễ thương. Dạ. Bạn đồ rất là đẹp, có một cái thu hút. Mình nên cho cơ hội nhau hẹn hò nhiều hơn, rút ngắn lại khoảng cách một xíu để mà anh hiểu em nhiều hơn. Thì em thấy là cũng tim cũng có cảm giác với người đối diện. Anh có thích đi du lịch không anh? Có, du lịch là điểm mạnh của anh. Dạ. Anh rảnh khi nào là anh đi du lịch khi đó. Dạ đúng, em cũng rất thích đi du lịch. Công việc mà có bị stress quá thì em lại thích đi du lịch ngay những cái thời điểm đó. Thì em hy vọng là người đi cùng với em sẽ là người đi suốt cả cuộc đời với em luôn. Em yên tâm, nếu như một ngày nào đó hai ta là của nhau thì em thích đi đâu anh dẫn. Anh chiều hết đúng không? Chiều hết. Tại vì anh là một người chụp ảnh, anh thích chụp những cảnh đẹp, nhất là chụp những người thân của mình. Chắc bỏ việc đi quá. Em cũng thích chụp ảnh, thường em cũng chưa tìm được cái người nào có thể chụp hình có tâm giống như em, cho nên em rất là hy vọng đó là anh. Dạ. Vậy thì hai ta cùng nhau chụp ảnh. Hai người để tay vào nút bấm đi. Chúng ta đang đến những giây phút hết sức là quan trọng nha các bạn. Bây giờ mình nói chuyện có thể để hiểu nhau hơn. Các bạn đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với những thành viên gia đình, với bạn bè của mình. Cái nhấn nút hết sức là quan trọng. Chúng ta cái nút này nó nhạy quá. Nhưng mà em cũng bấm chưa? Không, em bấm rồi. Thôi, hai mình đi xuống cho rồi chứ hai mình đứng đây làm chi nữa anh? Tình yêu không thể nói trước được, cho dù giông bão nó cứ tới là nó tới, không cần phân tích đúng sai. Đây là một cái cuộc trò chuyện khá căng thẳng nhưng mà kết thúc rất là nhanh. Thôi vậy được rồi. Nắm tay đi hai bạn. Làm luôn đi chứ đợi nhắc nhở gì nữa. Mình lớn hết rồi ha. Quyết định do mình hết. Anh nói rút ngắn thời gian vậy đó, rút luôn đi. Chứ anh còn muốn gì nữa? Hôn bạn gái cho đi. Tụi trẻ giờ yêu chớp nhoáng quá. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Tới đó xem phim để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn, cảm giác những cái giây phút lãng mạn bên nhau. Chúc các bạn hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate và viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Dạ, em cũng cảm ơn anh Quyền Linh, chị Cát Tường và ban biên tập chương trình và tất cả các khán giả đã ủng hộ cho hai đứa em ngày hôm nay. Rồi. Rồi, mời hai bạn.
Tôi lo tôi nói đây bấm nút lúc nào tôi không biết luôn. Hay với nó nói hù sao ta cười dữ vậy, mình có nói đật gì không mà dưới cười quá. Thôi tình yêu cũng bất ngờ lắm các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Như vậy là ngày hôm nay Quỳ Linh và Cát Tường đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, kết nối được hai cặp, hy vọng rằng họ sẽ yêu thương nhau, đi với nhau đến cả cuộc đời. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV. Cảm ơn Bột Giặt Nhiệt Appa Sạch Tinh Tươm đã đồng hành với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.